Trước khi vào clip, anh em cho Ad xin vài giây nhé. Ad có tạo một kênh vlog và ẩm thực, anh em qua đăng ký kênh ủng hộ Ad nhé. Kênh 1 triệu năm thì làm riêng với Liên Quân, còn vlog đời sống và ẩm thực Ad thực hiện trên kênh TNG TV. Ủng hộ Ad nhé anh em ơi. Ad có để link cho anh em ở phần mô tả để có thể tham gia. Hát cho tất cả anh em. Việc tăng giảm sức mạnh tướng chúng ta liên quan đến vấn đề đó là tăng giảm sức mạnh trực tiếp vào thuộc tính, chiêu thức hoặc là thay đổi gián tiếp từ trang bị hay là cơ chế chiến trường. Vậy thì các vị tướng nào được dự đoán trước sẽ được tăng sức mạnh? Đây chắc chắn là một câu hỏi khiến cho anh em đang rất là thắc mắc và tò mò. Nhưng em tin chắc rằng rất nhiều anh em chưa biết, đó chính là việc tăng hay giảm sức mạnh có một chút liên quan và chúng ta thể dự đoán trước được bằng cách đó chính là xem vị tướng đó có cái bộ trang phục mới hay không. Ví dụ Airi thì bãi biển đi, đó là một cái bộ trang phục đẹp và Airi đồng dạng ở trong phiên bản này được tăng sức mạnh. Nếu bạn nào chưa xem Airi thì vào kênh S xem lại nhá. Và đương nhiên rồi, ở trong clip này đó chính là Ryoma Tà Mộc, và em tin chắc rằng Ryoma sẽ được tăng sức mạnh, tại vì để bán bất kỳ bộ trang phục đẹp nào cả thì nhà phát hành đều phải đưa ra một cái dụ đòn để các bạn có thể hút máu và tăng thêm thu nhập, đó chính là tăng sức mạnh cho vị tướng có trang phục mới. Chắc chắn rồi, giảm sức mạnh thì ai mua, trừ khi các vị tướng đó giảm sức mạnh nhưng lại quá bá. Ví dụ giảm sức mạnh Freno nhưng mà vị tướng đó còn rất mạnh thì chuyện đó hết sức bình thường. Nhưng mà với một vị tướng khá là nổi như Ryoma nhưng mà hiện tại đang gặp rất nhiều cạnh tranh, việc tăng sức mạnh là hoàn toàn hợp lý. Vậy nên đừng cảm thấy lạ nếu mà Ryoma chuẩn bị được tăng sức mạnh nhé. Vậy thì nhất định nhiều câu hỏi anh em đặt ra là liệu các bộ trang phục nào được tăng sức mạnh, liệu các vị tướng có trang phục mới A có được tăng hay không. Theo bản thân Ad, chắc chắn tăng cho vị tướng có bộ trang phục siêu đẹp và siêu giá trị. Điển hình ví dụ như đây là một cái bộ trang phục có hiệu ứng biến về của Ryoma, nhất định là bậc SS rồi. Thì việc tăng sức mạnh để bán được cái bộ trang phục này nhiều hơn là hết sức bình thường. Thứ nhất, Ryoma là chất tướng đa quý. Thứ hai, vị tướng này sở hữu được cho mình rất là nhiều cái bộ trang phục ngon, đẹp rồi, và được rất nhiều anh em, đặc biệt là bản thân S nhá, cũng bỏ khá là nhiều thận để mà đầu tư cho vị tướng Ryoma này. Nên chẳng lý do gì chúng ta không tin tưởng rằng ở trong phiên bản mới, Ryoma tiếp tục được tăng sức mạnh nhá. Vậy thì ngoài Ryoma, chúng ta liệu còn vị tướng nào có các bộ trang phục mới và được tăng sức mạnh hay không? Đó chắc chắn là Vio. Đây được coi là cái bộ trang phục bậc SS thứ hai và chuẩn bị ra mắt. Hiện tại thì chưa có công bố chính thức, nhưng mà theo bản thân S thì gần như 90% chắc như đinh đóng cột là như vậy. Thực sự nó quá đẹp luôn anh em ơi. Theo một số nguồn tin mạng hiện tại đang đồn đoán đến cái bộ trang phục này thì nhiều người cho rằng đây là sự kết hợp của anime, tức là hoạt hình gì đó. Mình thực sự thì không am hiểu về cái vấn đề này cho lắm, mặc dù mình hay xem One Piece này, rồi xem cái One Piece này, Bảy Viên Ngọc Rồng này. Bảy Viên Ngọc Rồng chắc phải là anime đâu phải không? One Piece thì không biết phải hay không thì anh em comment cho mình biết nhé. Thì cái bộ trang phục này là sự kết hợp tuyệt vời của sự các fan, gọi đúng hơn là của các fan anime và game. Đồng dạng Fio đang được tăng sức mạnh liên tục và chắc chắn sức mạnh đó chưa thể ngừng lại. Vậy nên việc có cái bộ trang phục BS là hết sức bình thường. Nếu mà là theo Nat thì còn có thể hạn định số người chơi, tại vì theo Nat mặc dù tăng nhưng mà tăng không quá nhiều, đồng dạng vừa bị giảm cơ, tức là sau khi bán xong cái bộ trang phục BS lập tức bị giảm sức mạnh. Thế mới của chúa chứ. Và em tin chắc rằng Vio sẽ được tăng chứ không giảm như là của vị tướng Vio kia. À theo Nat chứ. Hiện tại có quá nhiều vị tướng xạ thủ đến ra mắt, vậy nên đừng cảm thấy lạ nếu mà vị tướng tù các bạn được tăng sức mạnh nhá. Hiệu ứng quá đẹp luôn anh em ạ. Nếu mà được so theo Nat và Vio thì mình thích cái bộ trang phục này hơn. Thực ra bản thân của S thì mặc dù cũng trông chênh 25 nồi bánh trưng rồi anh em ạ, nhưng mà cũng rất là thích cái hoạt hình này và thích đọc truyện nhá. Nên nếu mà không bộ trang phục nó đẹp và hay ho như vậy thì chẳng lý do gì chúng ta cũng tham gia và mua cả. Quan trọng là một cái giá thôi anh em ạ. Nhà có điều kiện mà, quan tâm gì đúng không nào, quan trọng là ít hay nhiều thôi.
Tức là ai đều có tiền cả, quan trọng là cái lượng tiền mà bạn bỏ ra bao nhiêu, 1.000, 2.000 hay là 100, 200 hay là đôi 3 triệu. Chứ nếu mà các bạn bảo là mình không có tiền, thế bạn có 1.000, 2.000 hay không? Đó không là tiền nhá, quan trọng là giá tiền như thế nào mà thôi. Em tin chắc rằng với cái bộ trang phục bự S này khi ra mắt nhất định sẽ tạo ra một cái làn sóng mới, quá chất luôn. Còn bộ trang phục này đó là gì? Đó chính là thần tượng âm nhạc nha anh em. Tất cả bộ trang phục thần tượng âm nhạc hiện có đó chính là của Liliana. Thì chắc hẳn các bạn thấy được sức mạnh và khả năng bá đạo của Liliana khi ở cuối game rồi đúng không nào? Vậy nên chẳng lý do gì mà chúng ta không tin tưởng rằng Cavani sau 2-3 lần giảm sức mạnh liên tiếp như vậy thì khi ra trang phục nhất định sẽ được tăng. Thực ra bản thân F coi cho rằng Cavani hiện tại còn vô cùng mạnh sau khi bị giảm sức mạnh. Vậy nên nếu mà ra bộ trang phục thần tượng âm nhạc của Cavani này mà Cavani lại không được tăng sức mạnh thì các bạn đừng lo lắng, cũng đừng bất ngờ. Tại vì cô nàng này vốn dĩ nó rất là mạnh rồi, tăng quá lại sợ bị auto cấm thì rất là chết dở. Hiện tại thì cũng khá là cấm nhiều anh em, chứ muốn chơi không phải đơn giản chút nào đâu. Bạn nào muốn trải nghiệm các bộ trang phục mới này có thể vào máy chủ thử nghiệm nhé anh em ơi. Bạn nào muốn có link mod thì có thể comment dưới video nhé, hoặc là vào kênh của bạn King Bot comment thì bạn ấy sẽ chia sẻ cho anh em để mà anh em thể mod skin và test trước. Lưu ý rằng mình không cổ suý cho việc đó chính là anh em mod skin ở bản máy chủ chính thức nhé. Tại vì việc bị khóa ạc hay không thì không ai biết, chứ đến lúc mà bị khóa ạc xong thì chẳng ai mà chia sẻ với các bạn được đâu. Mình có một cái điều rất là hay ho ở vị tướng Cavani này, đó chính là càng nhìn mình lại càng cảm thấy nó giống Iron Man ở cái điểm nào đó anh em ạ. I am Iron Man. Thực sự rất là chất nhá. Khi ra mắt cái bộ trang phục này nhất định em sẽ có, đảm bảo với anh em luôn. Từ sao mình là một người rất là thích đánh Cavani nha anh em, bắn cực kỳ phê và cực kỳ chất luôn. Đoàng 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 và đoàng. Bộ trang phục tiếp theo của Sephira, mặc dù bị sexy quá, mặc dù bị giảm sức mạnh vừa rồi vừa qua thì có tận 2 lần giảm sức mạnh nhá. Lần giảm sức mạnh gần đây nhất là đâm thẳng vào cái chiêu một thủy âm của cô nàng này, thực sự là tệ luôn. Nhưng mà với việc ra một cái bộ trang phục bực S này thì chẳng lý do gì lại không có một cái điều gì đó mới lạ cho Cavani, cho Sephira và cho vị tướng cùng của thần tượng âm nhạc nhé. Việc tăng sức mạnh cho Sephira là có thể hoặc không. Tại sao? Tại vì hiện tại mặc dù sau khi bị giảm sức mạnh liên tục, nhưng Sephira ở các bậc rank cao luôn còn là một cái đối trọng vô cùng nguy hiểm, kể cả ở đường mid và đi đường trợ thủ. Nên chẳng lý do gì mà chúng ta lại không hoan nghênh và không chờ mong cái bộ trang phục siêu phẩm này chuẩn bị ra mắt. Không đùa cho anh em ạ, càng nhìn mẹ càng thấy nó, cái bộ trang phục này nó càng xinh gái hơn cả Cavani, xinh gái hơn cả Liliana cơ. Không hiểu tại sao, có thể là do mình thích cái phong cách này của Sephira nhá. Tại vì từng người lại có một cái sở thích và một cái cách nhìn nhận khác nhau mà. Đây. Trời ơi, tuyệt đẹp anh em ạ. Bạn nào đang chơi Sephira, các fan của Sephira cứ yên tâm đi. Chắc chắn một điều đó chính là việc tăng sức mạnh thì rất là chờ mong, nhưng không tăng thì chẳng sao, vì cô nàng này còn đang rất mạnh nhá. Và sau một cái thời gian vắng bóng, sau một tháng chỉnh sửa ở cái đợt trước đấy ạ, thì hiện tại Anette chính thức lộ diện trở lại và trở thành một idol mới, thần tượng âm nhạc. Uầy, không đùa anh em, chứ nhìn cái bộ trang phục này mình cảm giác vị tướng Anette của chúng ta trưởng thành hơn rất rất nhiều. Không còn dáng vẻ loli 16-17 tuổi mà đã thực sự rất là thành thục rồi. Có thể là cái bộ trang phục này làm mình liên tưởng đến cái tập truyện tranh gì nói về các idol nhỉ anh em. Anh em nào mà hay xem cái truyện tranh nào mà
làm các idol ở bên Hàn Quốc hay gì đấy không? Thực sự rất là giống luôn anh em ạ. Hoặc là liên tưởng một chút đến Thủy Thủ Mặt Trăng chẳng hạn. Các bạn để ý hay không? Tức là các bộ trang phục gần mới ra mắt nhất đây của Gà Rán ấy ạ, thì tất cả bộ trang phục đó gần như có liên quan gì đó đến các bộ truyện tranh Kute, Loli. Ok, đó là các nhận định của S về các vị tướng sắp tới sẽ có thể sẽ được tăng sức mạnh gần như là 90%. Bởi tăng sức mạnh thì bán trang phục cho ai đấy? Anh em thử xem liệu các vị tướng này có được tăng sức mạnh hay không. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.